exactly, but... And we've been fortunate enough to be joined with some fantastic guests all the way from the United States as well from the NBA family. So I just wanted to give a quick special shout out to from the Denver Nuggets, Rocky, Super Mascot, as well as him. He put on a great show for us earlier. And I'd like to bring up Gordon here to say a couple words to remind just all the campers as we wrap up this weekend. I just want to say thank you. You guys look great. So today that you pay attention to the market. You do what you're supposed to. And I think the future is bright. We get that NBA championship. We get the NBA. And yeah, I'm really excited. I'm looking forward to the NBA every year. Thank you. Vâng, và tôi chỉ muốn nói là cảm ơn tất cả các em trong suốt những ngày vừa rồi, các em đã làm những điều phải làm và những điều nên làm. Cặp lộ nhé. Ở đây là bạn Nam Tổ. Và Mát Tổ thì một tay lớn nữa. Hãy cùng hướng lên màn hình để xem các màn trình diễn của anh và đón xem anh là nhé. Joining us also this